Ok, chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh Trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiếc gì cho em ấy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha anh em. Tiếp tục là một cái story dài tập là review bên cái con game là Devil Moon. Và hôm nay là nhân vật thứ hai mà mình quay lại review cái con game này. Đó là con nhân vật Darkin, còn gọi là Darkin, DK, Dark Knight đều đó anh em. Tất cả đều là ảnh nha. Thì ở ngoài nhìn vào thì mình đang sở hữu một set là Hoàng Long, kèm theo đó là một cặp quả lâm kiếm, một cái Win 3. Nếu mà ở thời điểm bây giờ mà mặc cái set là Hoàng Long thì các anh em nên đeo một cái Win 4 nó mới hợp nha anh em. Còn nếu mà đeo Win 3 là phải set là 380 hoặc là một cây cặp đao quyền năng, thì như vậy nó sẽ đẹp và hài hòa hơn rất là nhiều. Còn hiện giờ thì có gì dùng nấy. Và đây là một set đồ dành cho newbie. Khi các anh em mới gia nhập vào một con game để trải nghiệm một cái con game thì các anh em không cần phải đầu tư quá nhiều vào tiền nong để sắm sửa đồ các kiểu, mà các anh em chỉ cần cài ra kiếm được những cái đồng đê con. Thì như mình cài như gì đây anh em, các anh em có thể là đi cắm ngọc, farm ngọc rồi mình tích lại, mình dùng ngọc này mình bán lại một cái điểm, đó là một cái điểm đây, một cái điểm là đê con, bên đây là đê vibon. Thì các anh em lấy cái điểm này các anh em có thể là mua lại. Và đây là một cái cặp kiếm của mình, cộng lên 11, có dòng socket và kim luôn dòng S nha anh em. Ở đây là cái dòng S của mình là tốc độ tấn công cộng 7, rồi hạ quái là mình hồi HP, rồi hạ quái mình hồi mana. Ba cái dòng cho không ai lấy, bán không ai mua. Tiếp theo là mình có thêm một cây cộng 9, và cho nữa mình sẽ đập lên mấy cây này cho nó cao hơn chút xíu. Mình đang gom ngọc và gom bùa để cho nữa mình đúc kết lại, mình khảm đồ cho anh em xem. Và kế bên mình là có một anh, ảnh đang mặc cái gói đồ co đe. Anh này là anh đắt quay anh em à, rất là đẹp luôn gói đồ co đe nha. Đồ đó là nó rất là đau thẳng. Kèm theo đó là mình có một cái Win 3 cộng 13, và cái gia tăng sức chống đỡ của mình lên là cộng 28. Và cái này mình chưa có đập Harmony nha anh em, mình đang lưỡng lự là mình có nên chừa hay không. Vì khi mà các anh em gia cường cái dòng Harmony rồi, tháo xuống là các anh em phải tốn là 500 DV Bond. Khi mà các anh em muốn giao dịch cho người ta là các anh em phải tốn một cái viên sale, hoặc là các anh em phải tốn DV Bond để xóa cái dòng đó. Tùy theo, nếu một cái dòng whip thì các anh em phải chừa, còn nếu mà dòng gác thì các anh em phải tốn là 500 DV Bond để xóa. Và tiếp theo là một set đồ Hoàng Long của mình, cũng là cái đồ có hỗ trợ dòng S, và kèm theo đó là một dòng socket cộng 13. Cái nón cùi chuối kim cùi bắp mà cộng lên 13 thì các anh em biết là nó cực kỳ là khổ. Đây đây đây, mình mới nói là có thêm một cái nhân vật mà mình đang miêu tả tới, là một cái Win 3 set đồ quyền năng, kèm theo đó là một cái cặp đao quyền năng, thì như gì nó rất là hài hòa và đẹp luôn. Còn bên đây cũng vậy nè, bên đây á thì anh làm ơn anh cầm giùm cho mình là một cặp kiếm gồng, hoặc là một cặp phượng hoàng, cặp kiếm điện đều đẹp hết. Darkin gồng đỏ Win 2, kiếm điện cũng đẹp. Và tiếp theo là một cái áo của mình cộng 11, kèm theo đó là lúc sức chống đỏ là 4 và tăng gen, và một dòng socket thôi, nó không có gì nhiều hết. Ở đây cho mình đó là gia tăng lượng HP lên 4% và một dòng socket. Tiếp theo một cái giò, thì nó hơi khá khá chút xíu nè, khả năng né đòn đó là 10% và tăng lượng gen. Bộ cái con game này nó đang thiếu gen thì em, nó cho luôn tăng cái lượng gen nữa nó mới đau anh em à. Sao nó không cho làm né tránh hay là phản gì đó anh em, mà nó cho như vậy, nhưng mà có đỡ hơn không nghe anh em. Vì mấy cái set này á là set để dành cho tăng thủ người ta khi mà vào trong đây mê cái đẹp, mê cái cổ và chơi theo một cái là trải nghiệm thôi. Còn nếu mà các anh em đầu tư thì các anh em nên đầu tư một cái set là K3, K4 hoặc là K5 thì các anh em mới là chống chọi vươn ra biển lớn được. Còn mà các anh em mang như gì đây á thì chỉ đi bời cài dữ quái thôi. Nên nếu mà đi lại đánh với anh này đánh không lại nữa đây, anh này thôi bước ra là ảnh một combo là mình đã về làng. Vì người ta có một cặp đao quyền năng thì sẽ khảm được một cái dòng tím, kèm theo đó là dòng Harmony. Còn ở đây mình không có khảm được cái dòng tím là mình đã thua rồi. Cấp độ á thì nó hơi cao hơn chút xíu thôi, nhưng mà cái lượng đam cho ra là không bằng của cái anh Darkin. Hai anh này đây, qua cái win người ta nếu ghẻ gì cũng là một cái win full 5%. Thì cái dạng 5% như cái win BWB mà siêu cánh thiên thần kỳ rồi mình đã có review đó anh em, thì cái win đó thì nó cũng khá là tốt. Và ở giai đoạn này cái win đó thì nó cũng không có mắc lắm, tầm khoảng 600-700k gì đảo lại thôi, chứ không có quá mắc. Còn lúc trước á thì nó rất là đắt anh em, còn bây giờ cũng không nên đổi đắt đâu nha. Ở đây thì mình có một cái dây chuyền full chứ chưa có được khảm cái gì hết. Thì cái clip trước thì mình đã có nói với anh em thì sẽ khảm vô xem là nó sẽ ra cái dòng gì nha. Khảm Harmony thì cứ việc lấy Harmony gõ vô cho nó là nó sẽ hên xui và random chưa ra nha anh em. Ở đây thì mình có một cái cặp là hấp thụ sát thương hoàn hảo đây, chỉ còn ba cái linh tinh anh em à.
chứ không có cái gì nhiều đâu. Ở đây là mình sẽ gán tiếp và cũng không lên luôn. Đãi hấp thụ sát thương phản hồi 1%. Nếu mà các anh em muốn á, chưa cũng được, và các anh em muốn tẩy cũng được, nhưng mà tẩy là các anh em phải tốn DV Bond nha anh em, chứ không phải không tốn đâu. Thì như vậy mình khảm cho anh em coi là mình đã khảm vô cái này, nó sẽ ra là hấp thụ sát thương phản hồi, cái đó là cái sát thương phản nha anh em. Ở đây mình còn một cái dây chuyền đây, mình sẽ khảm nốt luôn cái này xem là nó sẽ được cái gì, một phát là chưa ăn nha. Và mình sẽ đi phân gã cái cụm Harmony này ra và khảm vô cái dây chuyền này xem nó lên được cái dòng gì. Cái việc anh em đi lên NBC ở trên EB Lan là cái này có thể là phân gãi ra được đấy. Thì bây giờ mình sẽ đập vô, đẹp không, cũng là tăng sát thương hoàn hảo, như vậy là ra được dòng whip nha. Nhưng mà các anh em phải có là một cái, là nếu mà ra được một cái dòng là tăng sát thương hoàn hảo như gì thì các anh em phải có một cái là đá tinh luyện cấp cao. Đá tinh luyện cấp cao thì các anh em phải có, để mà mình nâng cấp lên thì mình sẽ lấy đá tinh luyện cấp cao đây. Ở đây mình lên lấy đá tinh luyện cấp cao, mình sẽ đi khảm vô là thử coi nó lên được bao nhiêu. Các anh em muốn khảm được đá tinh luyện cấp cao thì các anh em phải có đồ, các anh em phân gã ra thành một cái viên đá tinh luyện cấp cao nè, tinh luyện cấp cao và tinh luyện cấp thấp. Thì các anh em lên trên map Aya, lên trên đây nè, người ta sẽ có hướng dẫn nè, đá tinh luyện cấp cao. Thì khi mà các anh em muốn làm được đá tinh luyện cấp cao á, là phải kiếm một món đồ hoàn hảo cộng 11 hoặc là cao hơn, và trong khi đó thì các anh em phải có là cộng 16 tính năng hoặc là cao hơn nè. Cái đó là upline 16 anh em, và yeah B và yeah Gra. Thì như vậy thì nó cũng khá là tốn kém. Khi mà ép ra được một món đồ ưng ý mà lên max cấp là 15 thì nó cực kỳ là tốn kém nha anh em. Thì mình sẽ giả vào trong đây coi nó lên được mấy phần trăm khi mà hai cái viên này 0% lên, 0% thôi anh em, chỉ có hai viên thôi, nó không có được lên nữa nha. Phải cái này mà nó có thêm một chút xíu nữa mình sẽ giả lên nữa coi là nó được bao nhiêu. Thì ở đây nó làm phản hồi sát thương, ở đây là một cái là sát thương hoàn hảo, như vậy thì cũng khá ổn áp rồi anh em. Có như vậy cho anh em biết, nhiều anh em mới vào á, thì nó hơi lăn tăn hơi khó chút xíu. Lúc trước mình nhớ không nhầm là đá tinh luyện cấp cao đó là farm nó cũng dẫn ghê luôn nha anh em. Mình nhớ là ở trên Tan Kugu á anh em à, ở trên cái map này đây, lúc trước mình nhớ là trên đây là anh em farm có thể là ra đá tinh luyện nha. Hiện tại thì ở đây người ta đang farm rất là nhiều, thấy đẹp trời cho. Mình sẽ đi một vòng cho anh em xem. Hiện tại game này á, thì anh em farm cũng còn rất là tốt ở trên đây. Một phần á, thì người ta farm dây ve, còn một phần á, thì người ta farm nguyên liệu. Ở đây nó cũng dẫn lên master nha anh em, các anh em thấy không, master của mình cũng dẫn lên nha. Nhưng mà nó lên không có được cao lắm. Các anh em farm master thì cũng có thể là qua bên Kantugu 4 á, là bên map này đây. Các anh em farm master nó cũng tốt lắm. Và ở đây á, nguồn lợi ở đây chỉ có là đá game tool, còn những cái khác á, thì nó rất là ít, như ngọc ngà châu báu rồi á, thì các anh em hãy lên Vulcanus. Các anh em thấy không, cái lượng S cao hồi nãy là chỉ có là 2k, bây giờ nó lên là 4k9 nè. Lúc trước mình cắm trên đây là cắm ngày cắm đêm đó, mình kiếm đá game tool nha. Thời đó thì game tool nó rất có giá luôn, mình cắm rất là nhiều, cắm xong mà còn phải đi ép ra nữa nha anh em, chứ không phải là cắm xong rồi thôi đó. Tại vì từ đá game tool rồi mình ép ra Harmony nó rất là cực, phải ngồi đó ngủ gục lên gục xuống, chứ không phải là mới vào là có liền đâu. Ở đây thì anh em đang cài đá game, nhưng mà đá game bây giờ nó tuột giá lắm mà. Lúc trước bán rất là ngon, còn bây giờ thì cái thời đó qua lâu lắm rồi anh em. Bây giờ một cụm 30 bây giờ không biết bán được nhiêu. Hôm nay thì mình không có vào trong đây, mình không có tìm hiểu. Ở đây thì S nó lên cũng khá là cao, nó lên được 5k nè anh em. Con DK thì mình cộng điểm cho nó như gì đây, mình cộng sức mạnh là tầm khoảng là 31k, còn nhanh nhẹn là 43k, năng lượng thì 5k nha anh em. Master con này thì nó cũng chưa có lên được bao nhiêu, nó chỉ có là 133 điểm master thôi anh em, không có được cao lắm. Và cái master của cái con này nó cực kỳ dễ cộng luôn, các anh em không cộng thừa được, các anh em không cộng thiếu được, các anh em chỉ cộng mỗi một cột chỉ có 5 điểm thôi. Cái này thì mình đã có review chia sẻ rất là nhiều rồi. Một phần á thì lúc trước mình đã có chia sẻ anh em là vừa cài master vừa farm ngọc, thì các anh em có thể là lợi một cái bãi quá như gì, các anh em cắm cắm xong á, thì các anh em một phần là mình sẽ nhận được điểm master nè, một phần là mình sẽ kiếm được ngọc. Khi mà kiếm được ngọc á thì các anh em phải vào trong chỉnh nè, trong thiết lập thì các anh em nhặt là đá trang sức, các anh em có thể là thêm vào đồng Gena, hoặc là các anh em để là Jewe rồi sụt rồi Jewe B, Jewe Kage, Jewe Chao. Nếu mà các anh em muốn cho nó chắc ăn thì các anh em để thêm như vậy. Mình sẽ đi vào trong cho anh em xem một chút xíu nữa nha. Mình á thì có cái gì mình dụng nấy, nhưng sở thích của mình á thì mình làm những cái cây đồ nào cho nó khác khác nha anh em. Tại vì server ai cũng như vậy hết á thì nó trùng lặp, nên mình kiếm những cây đồ cho nó khác, cho nó cổ chút xíu rồi mình sử dụng. Trong đây bãi quái này á thì cần phải có như Đát Quai với Magit, nó gom quái là tốt. Còn DK vào mấy cái bãi quái mà nó chạy lan, các anh em farm khó lắm. DK là phải kiếm những cái bãi quái nào mà nó chỉ chụm lại, còn những con mà đứng lan như vậy nó không chịu chụm lại là các anh em farm rất là khó. Hiện tại thì mình lên trên Vulcanus
nút mình kết thử coi cái lượng RAM, cái lượng S của mình lên cao nhất là bao nhiêu. Ở đây cũng có một cái Win Event. Ở trên kênh Tegu 4 thì mình lên được là 5K1. Và lên trên đây xem là nó sẽ lên được bao nhiêu nha. Đông nha, 7K anh em ơi. Lên được 7K7 nha, khá là cao. Cái kia thì được 5K1, còn này lên được 7K7. Lên trên đây chỉ việc là kit như gì đây à, rất là ngon lành nè. Cứ thế mà farm nha anh em. Mình vừa có ngọc, mình vừa có điểm master nữa. Nó rất là sướng luôn. Và anh em nào mà muốn biết con game này á, thì mình đọc cái tên luôn nha. Từ giờ mình quên giới thiệu cái tên. Đây là cái con game là Debimu.net nha anh em. Vào trong đây thì nó có nhiều server, server tăng thủ, rồi server 0BK, rồi server BK, có đầy đủ các loại hết. Và có server VIP luôn. Server VIP á, thì các anh em sẽ rút ngắn thời gian reset và lượng S của các anh em lên rất cao. Như ví dụ các anh em ở một cái server thường thì nó nằm ở là 7K7, còn khi mà các anh em qua bên kia nó sẽ hơn 10K. Là anh em cài master nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều, nhưng mà mình phải tốn phí mua một cái vé lúc trước là 40K, còn bây giờ chắc tầm khoảng 20 mấy K anh em. Và video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.